Chào cô chú. Mày lấy 1 2 3 nha. 1 2 3. Chào cô chú. Trời ơi, không cho, không cho, đi, đi, đứng lên chạm bà cô chú đi con. Con chạm bà cô chú đi, quen bà cô chú gì. Chào cô bà cô chú. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh Huỳnh Trí Bảo nha. Thì hôm nay Bảo làm một cái video này để thử thách hai vợ chồng chơi vui cả nhà ơi. Thì cả nhà cũng thấy là bên đây mình để hai con heo nè. Hai con heo là như nhau, nó to như nhau. Thì năm rồi á, cả nhà cũng thấy là mình để có một con heo thôi. Nhưng mà năm nay thì mình mới nảy ra cái ý định là mình đã thôi bây giờ mình chơi một cái trò chơi với bà xã mình. Là heo đâu không? Là hôm năm nay á, hai vợ chồng sẽ cùng bỏ heo cả nhà. Rồi, để ba nói chuyện cô chú chút. Cái ghế đó con. Hôm nay hai vợ chồng mình sẽ cùng bỏ heo và cuối năm sẽ đập ra để mà thử thách xem coi ai để được nhiều hơn nha cả nhà. Thì cả nhà cũng biết là mà mấy năm thì vợ mình thì bà Ngân là chỉ có Ngân là hay để thôi, Bảo thì không có để. Nên là mọi người cũng cũng muốn là ổ cho Bảo đâu mà không để rồi này kia nha. Nhiều bạn cũng rất là hỏi nên là hôm nay mới là quyết định Bảo sẽ cùng để heo với Ngân. Và Bảo sẽ hôm nay cũng chia sẻ hết thêm những cái dự định sắp tới của mình cho các bạn trong kênh, cô chú bạn ở trong kênh mình biết. Con muốn bỏ tiền cho ba hả? Nhưng mà tiền con đâu rồi? Thì có tiền không? Dạ thì muốn bỏ tiền cho ba. Nhưng mà con có tiền không? Dạ con có tiền bỏ cho ba. Tiền vậy, đâu? Vậy con lấy tiền của con đi. Tiền đâu? Tiền đâu ta? Đó. Thì đầu tiên á, ở đây nè cả nhà. Mình chơi thì mình phải chơi công bằng đúng không cả nhà? Ở đây thì mình không bỏ ra là đầu tiên là khai mạc á thì không bỏ nhiều, mình với Ngân ba có tiền nè, ba có tiền bỏ thôi nè. Hai con bỏ cho ba đi, mình với Ngân sẽ đầu tiên khởi hành con heo này sẽ là 100.000 nha cả nhà. Thử xem rồi cuối năm coi hai vợ chồng coi ai là người mà bỏ được nhiều hơn. Rồi sẽ cuối năm người đó sẽ cười, người bỏ nhiều hơn sẽ khao với người còn lại hay cả nhà ha. Đó, rồi bây giờ nè. Trước bắt là mời bỏ vô 100.000 đi. Rồi bây giờ khai xuân, bây giờ ai là người bỏ con heo bên mẹ? Ai? Rồi bây giờ cho em chọn ai thích con heo nào. Con heo này nó cũng hơi nứt rồi cả nhà. Nứt là do ba chở về bị hơi bị nứt là không sao, đi lấy băng keo mình dán lại. Xin bỏ vô cho mẹ nha. Rồi ba Liên bỏ vô cho ba đi. Liên bỏ vô cho ba đi. Ba Liên lấy ông cho ba. Liên thay ba nha. Rồi xin bỏ vô. Nha Ly, theo phe ba nha Ly. Đi kìa Ly, bỏ cho mình hai, bỏ nó đó. Má, 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 má. Con bỏ ăn hai rồi mà. À, bỏ ăn hai cho ba kìa. Trời ơi, má, má. Ly bỏ Ly vô ăn hai coi, Ly bỏ vô. Đó, bỏ vô Ly. Vô. Mất kêu rồi. Rồi, vỗ tay. Vỗ tay cho Ly. Rồi, ba làm cho xin nha, xin bỏ cho ba nha. Mất kêu rồi. Thì đây là cái trò chơi hai vợ chồng thử thách cho vui thôi, nhưng mà mình cũng chia sẻ cho cả nhà mình xem cái video cho nó vui cả nhà ơi. Ủa bên đây thấy hình như nó cái đường này tưởng nó bể luôn này nè. Cái đường này là có bể không ba? Không có bể con này, nó bể nè, rồi con bỏ vô đi. Chiu. Nè nè, rồi để xuống đó, thì thường mọi năm cả nhà thấy là năm nào nó cũng heo hết trơn đó, là cái mặt riêng của con. Rồi bây giờ rồi, giơ tay đi, cho xin giơ tay, cho xin bỏ rồi, giơ tay đúng rồi đó. Thì sau khi thấy Ngân bỏ kế hoạch đó thì thấy cũng rất là hay đúng không cả nhà. Thì năm nay anh Bảo có cái ý nghĩ là muốn bỏ heo, nhưng mà bây giờ anh không hỏi anh giờ chắc chắn cô chú sẽ hỏi anh cái ví dụ như là bỏ heo thì bây giờ anh đã làm cái nguồn thu gì, ví dụ em đi chợ không thu thì anh có nhiêu bỏ nhiêu cái chuyện của anh, nguồn thu của anh chứ là đã mình nói mình thử thách mà đúng không. Mình thử thách là mình sẽ cứ cho các anh mình sẽ coi rồi cuối năm đập ra ai nhiều hơn. Mình cứ thấy heo đất là vậy cả nhà. Nguồn thu gì thì mình cũng làm ra rồi, mình tiết kiệm hay là mình như thế nào đó thì mình sẽ tự động mình có những cái nguồn thu mà mình làm. Chứ mà bây giờ mà mình bật mí đã, nó nguồn thu gì thì nó đâu còn vui nữa đúng không cả nhà. Đó thì, bây giờ có gì cái vấn đề đặt heo thì cũng đã xong rồi. Bảo bây giờ Bảo Trinh chia sẻ tiếp với cả nhà cái vấn đề hôm nay năm nay thì Bảo sẽ một rồi cả nhà ơi, cho hai đứa nó lên lầu và để cho mình dễ nói chuyện với cả nhà mình. Thì như cả nhà cũng biết là video Bảo bỏ lên là đầu năm thu hoạch quýt với cả nhà,
thì cũng được có rất nhiều cô chú anh chị và các bạn ủng hộ. Thì nó nói là thôi bán online đi, bán đi, ủng hộ ủng hộ. Thì nói chung năm nay á, năm cả nhà cũng nhớ, nếu mà cả nhà có coi thì năm cái này 2 năm à? Năm em đi sang là năm 2018 đó. 2018. Đúng năm 2018. Là Bảo có mở một cái đợt bán online cho cả nhà mình thì rất là được nhiều người ủng hộ. Nhiều cô chú anh chị các bạn yêu thương ủng hộ. Trong vòng 2 ngày bỏ bán gần 2 tấn cả nhà, 2 tấn quýt. Thì cũng rất là nhiều người ủng hộ, nên là từ cái bữa đó tới nay thì Bảo không có cái thời gian, không sắp xếp được. Đang nói mà hơi bị hụt hơi ra, biết sao không đi lên lầu. Cho hai đứa nó xuyên lầu xuống lầu, bây giờ hơi mệt. Từ năm nay bắt đầu Bảo mới thu xếp được rồi. Ba Vincent cũng lớn và chuẩn bị đi học. Rồi ba Lê thì cũng chuẩn bị cho em dứt sữa. Xong là bắt đầu cũng dễ dàng hơn, cho đi học rồi còn một đứa nó dễ dàng. Rồi công việc của mình cũng sắp xếp nó cũng ổn định, xe cộ vận chuyển hay là này kia thì Bảo cũng đã sắp xếp được. Nên là Bảo muốn khoảng tháng 3, tháng 4 năm nay Bảo sẽ mở ra một đợt bán online tiếp theo. Thì nếu mà cô chú anh chị và các bạn mà có ủng hộ cho hai vợ chồng á, thì có việc mua thử đồ của mình thử cho cả nhà. Vì cả nhà biết sao không? Bán online thì nó hơi khó khăn một cái chút xíu là về vấn đề vận chuyển đó cả nhà. Vì vận chuyển thì mình vận chuyển từ vườn về tới Sài Gòn thì rất là dễ. Tại vì hồi xưa là cái xe cũ mình thì mình dỡ hết mấy cái băng lên, xong bắt đầu cắt xong đổ thẳng lên cái băng ghế luôn. Mà nhưng năm nay thì xe mình nó mới nên mình cắt mình để lên như vậy thì nói chung mình cũng hơi xót xe cả nhà. Nên là mình có liên hệ để mình thuê một cái xe 550kg từ vườn trở về thôi, thì nó đơn giản rồi. Nhưng mà còn cái mà đi ship á, ship cho tận nhà, cho tận nhà của cô chú anh chị á, thì nó cũng rất là khó. Vì thường những người shipper người ta chỉ nhận những cái đồ như quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm nhẹ. Còn những cái vấn đề mang đồ cồng kềnh á thì rất là hiếm người. Trái cây á, rất là hiếm, tại vì người ta sợ dập, sợ này kia đó cả nhà. Đó nên là năm đồ bóng mới tìm được cái chỗ của anh này là rất là hai người thôi mà tải trội, làm việc rất là chuyên nguyên luôn. Một xe một cái vỏ như vậy chở đầy rồi máng tùm lum tùm la, phải công nhận rất là hay. Thì năm nay Bảo cũng tìm lại cái số điện thoại anh đó để qua xe liên hệ coi ảnh giá cả ảnh ship như thế nào đó. Thì mình chỉ nếu mà mình ship thì mình ship vòng vòng khu vực Sài Gòn thôi cả nhà, vòng vòng khu vực Sài Gòn rồi chứ không có ship mấy tỉnh lân cận. Nếu mà tỉnh lân cận mà lấy số lượng nhiều thì mình sẽ nghiên cứu lại, còn nếu mà chưa nếu mà lấy số lượng ít thì Bảo không có ship được cả nhà. Khi nào mà Bảo mà mở cái đợt bán online thì có thể Bảo sẽ một lần nữa thông báo trên kênh YouTube của mình, cộng thêm là sẽ livestream trên Facebook mà cô chú anh chị có theo dõi đó. Thì ai đặt hàng thì cứ inbox em, thì ship với thời khoảng 5kg trở lên em sẽ ship đó. Tại vì số lượng ít quá thì ship nó cũng không có được bao nhiêu hết nha. Cái này là chia sẻ thật lòng với cô chú anh chị. Thì cái nhà biết là cái ship á thì nó dễ lắm, một đơn hàng của nó 20-30 ngàn thì thôi, nhưng mà đôi khi là ít quá đó thì mình ship nó cũng rất là mất công cả nhà. Thường em bán là 5 ký trở lên em sẽ ship cho cô chú anh chị, và để em sẽ hình ra tới hẳn tháng 3, tháng 4 này cái đợt giá như thế nào, và em sẽ cân cái giá ngoài chợ bán như thế nào thì em sẽ bán rẻ hơn ở ngoài chợ cho cô chú anh chị. Vì mình là cái đồ mình ở nhà, hàng nhà, nên là mình không phải mình bán, mình mua đi mình bán lại, nên là mình không có lo về vấn đề về cái giá nó như thế nào. Ông anh chợ 30 thì em có thể bán 25 đó, như vậy để mà mình coi như là vừa bán hàng và mình vừa tri ân cho những người ủng hộ mình luôn cả nhà. Nhưng mà vợ bán 1 ký đi anh Bảo cần tới cái 4 ký 2 nữa cả nhà. Tại vì thật sự là mình đồ nhà, mình cứ cân cho nó em muốn dư. Tại vì nhiều khi cái cân của mình á cả nhà biết sao, cái cân của mình nó cái sai số nó khác. Rồi về tới cô chú anh chị có thể cân lại và thấy nó sai số nó khác, rồi nói trời đất ơi sao mà thằng này nó buôn bán gì mà
ăn gan nửa ký hay là ăn gan mấy lạng, là cái đó là em không thích, em không thích, em lúc nào mua em bán em cũng cần dư ra cho người ta. Giống như những cái đợt trước kể cả nhà chia sẻ vui là ngưng chở một chiếc xe rõ ràng 400 kg, một cái hồi giao cũng 300 mấy ký, đi bóc bột chứ giờ thánh cân à. Mình buôn bán nó đơn giản nhưng mà nó quan trọng là cái người khách hàng của mình á, người ta hài lòng về vấn đề đó, nên là đôi khi mình có hụt một chút xíu không sao cả nhà đó, nên là đôi là chia sẻ với nhà vậy. Và đồng thời nếu mà các bạn cô chú anh chị nào mà chưa có cái Facebook của Bảo á, thì Bảo sẽ để cái tên Facebook trên cái video, lên mô tả cũng để, và để cái tên luôn, tên Facebook luôn cho cô chú anh chị các bạn có thể theo dõi, tại vì Facebook của Bảo nó cũng bị full bạn rồi cả nhà, nên là cô chú anh chị có thể theo dõi và Bảo livestream một họ đăng bài bán thì cả nhà có thể mua. Vì cả nhà em vừa rồi em nói với cả nhà trong video thì cũng có em có nói là em ưu tiên cho cái vườn em là đồ sạch đó cả nhà. Thì cũng có nhiều bạn, nhiều anh chị vô nói là toàn là phun thuốc không chứ đồ sạch ở đâu, thì không có vấn đề là cái tâm em làm như thế nào thì em biết thôi cả nhà. Còn mà bây giờ đúng là xã hội thị trường bây giờ nó rất là nhũng nhiễu, nó không có làm ăn, nó cũng làm ăn bây giờ người ta cũng không có cái tâm nhiều, nhưng mà em thì em chỉ làm trong những cái điều mà em muốn thôi, em không có hại ai đó. Thì đôi lời cũng chia sẻ với cái nhà như vậy. Facebook của em là em nói là tên cái nhà là Trí Bảo Huỳnh, hoặc là Huỳnh Trí Bảo luôn, cả nhà có thể search và có thể theo dõi giùm em, và em sẽ để luôn cái link cũng như là cái tên trên Facebook để cho cả nhà muốn có thể kết bạn nha cả nhà nha. Rồi thì đôi lời chia sẻ những dự định trong tương lai của hai vợ chồng về hai con heo này, cũng như là đôi lời chia sẻ đến cả nhà về công việc kinh doanh bán trái cây sắp tới. Thì, em hy vọng là với những cái dự định của tương lai thì nhờ sự ủng hộ của mọi người nữa, hai con heo năm nay nó sẽ bội thu luôn cả nhà. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ yêu thương video của gia đình em. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại cả nhà, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Tạm biệt. Bye bye cả nhà.